theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Super Trang siêu bình ăn nhí mùa thứ 3. Cảm ơn Heo Cao Bồi nha. Xin thưa quý vị khán giả, như vậy là sau 2 mùa nhận được rất là nhiều sự yêu quý và ủng hộ của tất cả quý vị khán giả thì mùa thứ 3 đã quay trở lại với mọi người rồi đây ạ. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Medicine Middle Group thực hiện. Và cũng xin được cảm ơn xúc xích xúc lắc Heo Cao Bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt đã đồng hành cùng với chương trình. Và kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay là tập đầu tiên đánh dấu sự trở lại của mùa 3. Và hy vọng ở mùa 3 này một lần nữa, chương trình siêu tài năng nhí sẽ mang lại được thật là nhiều những tài năng thú vị, ấn tượng nhất đến cho quý vị khán giả. Và một lần nữa cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã luôn theo dõi, ủng hộ cho tất cả các bé siêu tài năng nhí. Và tính tới bây giờ thì các bé siêu tài năng nhí ở mùa 1 và mùa 2 cũng đã nỗ lực rất là nhiều và có nhiều bé đã mang đến rất là nhiều thành tích về cho cá nhân mình nè, về cho câu lạc bộ của mình. Còn ngày hôm nay thì chúng ta một lần nữa phải chào đón hai nhân vật không thể thiếu của chương trình, đó chính là giám khảo chính của chúng ta, nghệ sĩ Trấn Thành và nghệ sĩ Harry Won. Hôm nay mình xuất hiện một cách rất là như mẹ nhỉ. Cái gì như mẹ đó? Dạ cái gì? Trịnh trọng. Trịnh trọng. Sẽ nói cái gì mà để văn chương gì mà rất là bình dân gì ra như mẹ thì dễ sợ. Mình khởi đầu mùa 3 mình phải trịnh trọng, mình phải trang trọng như vậy. Lịch sự dạ. Chúng ta ra rất là trịnh trọng, được trân trọng. Dạ. Nên hôm nay mặc đồ cũng rất là trân trọng, còn anh là mặc đồ rất là trẻ trâu. Trẻ trung thôi chứ đừng có trẻ trâu nha. Dạ. Xin được phép một lần nữa chào ban giám khảo chính của chúng ta, nghệ sĩ Trấn Thành và nghệ sĩ Harry Won. Dạ, anh chị ơi, tới mùa 3 rồi mà bí quyết gì, bí kíp gì mà anh chị càng ngày càng trẻ trung lên vậy ạ? Do chương trình này. Nhiều biết không, bình thường á, cái năng lượng á, từ những người trẻ á, nó phát ra năng lượng á, mình hít cái năng lượng đó đó, nó càng hít. Càng trẻ. Em tưởng là mình hấp thu ạ. Thì hấp thu ấy, thì giống như là đây cũng là trai trẻ nè. Đó, cũng là hấp thu cái năng lượng trẻ trẻ mà ở đây là con nít quá trời, nó năng lượng nó rất là tràn đầy. Hèn chi, đây là bí quyết của chị Harry Won này. Chị càng ngày càng thấy chị tươi tắn và trẻ trung ra hơn rất là nhiều ạ. Mà ngày hôm nay thì anh Thành là phải nói là quá xinh nè. Không, để anh trả lời câu hỏi của em, anh chưa trả lời phần của anh mà. Anh không cần trả lời nữa. Không, anh phải trả lời chứ, để tao hiểu tại sao mình trẻ hoài. Thưa quý vị, những người lớn tuổi như Harry Won thì hít vào cái sự mà trẻ trung của các bạn nhỏ thì trẻ ra là đúng rồi. Còn tôi vốn dĩ đã trẻ trung như thế, cho nên cứ việc để như thế mà trẻ thôi. Dạ. Cái này người ta gọi là gì anh? Hữu xạ tự nhiên hương. Dạ. Nhưng mà vấn đề là gì biết không anh? Anh đứng kế bên em á, ai cũng tưởng em nhỏ hơn anh á. Em biết không? Là tại vì anh nghĩ anh đã trẻ rồi cho nên anh để tự nhiên. Còn em lớn tuổi em hít nhiều cho nên nó trẻ hơn anh là phải rồi. Hình như là lâu lắm rồi chưa tới ngày lĩnh lương anh ha. Xong đây mình ra mình bật nóc nhà dữ vậy anh. Anh vợ chồng anh vẫn yêu nhau em nhà. Không có. Không có. Và bây giờ mình phải mời thêm một khách mời ra đây để mời khách mời hòa ra. Giải cái không khí này em anh ơi. Dạ. Khách mời bữa nay hay không em? Dạ hay ạ, à. Vẫn trẻ, dù đã lên cái chức gọi là mẹ bỉm sữa rồi nhưng mà nhìn vẫn rất trẻ trung mà. Ồ, tới bà mẹ bỉm sữa lần rồi hả? Dạ đúng rồi ạ. Nghệ sĩ thì nhiều bà mẹ lắm. Dạ. Rất nhiều á, không biết ai à. Ai vậy cưng? Thôi mình mời ra luôn anh chị ha. Dạ mời em. Dạ. Và khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay ở tập đầu tiên mùa 3 xin được giới thiệu ca sĩ Đông Nhi. Em chào chị Nhi. Dạ em có cặp rồi. Dạ có người tâm trắng với em cặp, rồi cặp. Mình có cặp không mà thôi chứ không phải à, cặp đi. Em thấy cặp với bên đây em thấy ok hơn. Chứ ở đây sang trọng, ở đây là đáng là em phải qua đây nè, em trẻ trung em qua với tôi nè. Bên đây cái phe sang trọng không, bên kia là trẻ trâu, còn ở đây là trẻ trung mà nó sang trọng. Rồi anh đã lạc loài rồi. Lạc nữa rồi. Mà Đông Nhi sao em có chồng có con rồi càng ngày em càng sinh ra trẻ ra vậy? À dạ mình phải cố gắng bằng chị bằng em chứ. Tại vì em biết là tham gia chương trình này có chị Harry, cho nên thành ra là mình phải cố gắng để mình đứng với chị cho nó sức.
Nãy Harry nói là Harry càng ngày càng hít, tham gia chương trình hít nhiều vô để trẻ ra. Còn em làm sao để trẻ được như vậy? Em hít hơi Winnie. Ồ. Mới sinh cho bé Winnie. Hít quá trời hít. Bé nó bao nhiêu tháng rồi nhờ? Dạ tính đến thời điểm hiện tại thì là 19 tháng. Dạ cưng lắm. Ở ngoài rất cưng và rất lanh. Và chị Nhi hôm nay chị đến chị tham gia với chương trình xong á, mình nhắm nhắm rồi mình tìm hiểu về đăng ký tuyển sinh cho Winnie tham gia những mùa sau nữa chị nha. À chị nghĩ trước rồi là nếu mà chương trình mà có cho cái đăng ký cái thi cái tài năng mà kiểu nhảy Baby Shark á thì là chắc là em sẽ đăng chị sẽ đăng ký cho con chị đây. Năm nay chấm, năm sau là đưa con đi thi. Học lý tìm hiểu trước mà. Tìm hiểu trước coi coi địa hình sao. Đúng rồi. Ngày hôm nay là chị sẽ ngồi ở đó, chị đồng hành xuyên suốt cùng với lại hai vị giám khảo chính ở đây. Gọi là gửi gắm, gửi gắm. Dạ. Dạ, gửi gắm. Rồi em cũng xin phép được gửi gắm chị Nhi cho hai anh chị à. Tại vì hôm nay là ngày đầu tiên, biết đâu chúng ta sẽ có những thử thách mà cần anh chị bước lên sân khấu này để hỗ trợ cho các bé. À vậy hả? Đừng như vậy nha. Em thích lắm. Để coi hôm nay Đông Nhi sẽ gặp phải những gì trong cuộc sống của mình. Em hiểu không, nhiều khi sân khấu lung linh lộng lẫy như vậy, em đâu biết phía trước có những cạm bẫy gì đâu, đúng không nào? Chính xác luôn. Ở đây bình thường giám khảo là chỉ chấm điểm thôi, nhưng đến với chương trình này giám khảo cũng là một phần của những thử thách, cho nên nhiều khi không thể ngồi yên được đâu em ạ. Bất cứ lúc nào thì hiểm họa cũng có thể xảy ra. Anh hy vọng em bình tĩnh và đủ may mắn để vượt qua chương trình đêm nay. Dạ, yeah, em phải chuẩn bị tinh thần á. Em cũng gửi lời chúc này đến cho cả ba anh chị luôn ạ. Và bây giờ thì xin phép mời dàn giám khảo chúng ta hãy quay về vị trí ngồi của mình. Xin mời anh chị ạ. Kính thưa quý vị khán giả, như vậy là tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ sẵn sàng bước vào và chào đón tất cả những em siêu tình ăn nhí xuất hiện ngày hôm nay. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng đến với clip tổng kết mùa thứ hai của chương trình. Xin mời ạ. Harry. Really? Ôi đẹp. Wow. 7 cộng 9 bằng 39. Đúng rồi, 39 nè. Ở trên là cái gì? Ở trên là Romani, Uruguay. Sổ số Romani. Wow. Wow. Một ngày còn lớn, một ngày còn khôn, một ngày còn phải đi xa. Làm kịp 200 đâu dễ ăn của tôi. Không phải muốn ăn là ăn đâu. Hết chưa? Rồi xích luôn con, xích luôn, xích cho nhầm 13 giây luôn. Hỏi này giả bộ nè. Dành nè chú. Nãy giờ mày mày chú 200 mày mới có lẻ đúng không? Oh,
em Kim Mai. Không cần phải giới thiệu thì em cũng biết anh là ai. Là con gái thích chơi nhạc rap thì có gì sai đối với ai. Chứ tiếng nhỏ thì em không ngại. Đăng 2022. Có một giọng hát thật là dễ thương. Tiếng hát ấy đã khiến cho trái tim ta bừng sáng. Hey, welcome to my space. Hãy cứ bước đến đây. Quay, 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 quay. Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tài Năng Nhí. Và chúng ta sẽ đến với tài năng nhí đầu tiên của ngày hôm nay, chính là bé Vĩ Thông và Tiểu Tăng. Cảm ơn Heo Cao Bồi nha. Và xin chào hai con. Dạ. Rồi, hai con giới thiệu bản thân đi, con tên gì? Con tên Hứa Vĩ Thông. Đây là bạn con. Con chọn để bao. Hôm nay con 5 tuổi. Con hết chơi ba tin. Tụi con chơi được 1 năm rồi. Từ khi bé Tiểu Băng chơi bé Hứa Vĩ Thông, hai bé rất là hợp với nhau. Càng ngày thấy hai bé càng đam mê. Tôi cho bé theo chơi bộ môn này là để cho bé được tiếp xúc với nhiều bạn bè. Bé tự tin, bé thể thao, cho sức khỏe bé tốt hơn hàng ngày. Bé đam mê tốc độ, bé thích những cái mạo hiểm, thử thách. Tin là một cái bộ môn nguy hiểm. Nếu mà không có sự hướng dẫn và bảo hộ của người lớn thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Tên của hai bạn nghe giống như phim kiếm hiệp nha. Hứa Vĩ Thông, Trần Tiểu Băng, Dương Tiểu Mũi đồ. Có tính chất này còn kiếm hiệp hơn nữa là anh. Đây là hai người bạn, không phải là anh em trong gia đình, nhưng mà sinh cùng tháng, cùng ngày, cùng năm với nhau. Đó, cho nên là thân với nhau và cùng nắm tay nhau đi thi Siêu Tài Năng Nhí à. Như vậy là thần số học giống nhau. Định mệnh cho hai cháu là một partner ba tin. Tại sao tụi con lại mê đi ba tin mà không có mê môn khác? Có mấy con cho con nhỏ mà muốn nói nó nói đi. Nhất bài hai con chi được con truyền lại. Dạ con đọc con hết thì con mới tập. À, con thích tập, mới con tập. Thích thì con mới tập. Khoan để tôi ráng hiểu câu này. Ai đưa con đi tập đầu tiên? Dạ ba. Ba hả? Ba. Ba con có chơi ba tin không? Dạ không. Ai sợ bé. À ba sợ té nên không có tập nữa. À, vậy thì trong câu hỏi là bạn nào là đi tập trước vậy? Dạ ba người. Cái gì? Hai người tập. Dạ con đi trước. Hai người tập trước. Hai người. Cái bà kia phải là hai người tập chung. Cái ông này không, tôi tập trước. Cái bà kia nó không, hai người. Trời ơi, cái ông này không, tôi tập trước mà. Cho cô Nhi hỏi nè, tụi con tập bao lâu rồi? Dạ con tập 1 năm. Con cũng tập 1 năm luôn. Vậy là tập chung đó. Cũng là tập chung cùng lúc với nhau á. Mà tụi con tập cái này tụi con có té không? Dạ có. Mỗi lần té đau thì mình làm gì cho nó hết đau? Đeo bảo hộ. Đeo đồ bảo hộ, giỏi quá. Hai đứa là ai giỏi hơn? Dạ con. Khoa, nhưng mà Khoa chạy nhanh hơn con. Thông chạy nhanh hơn con. Chú mời tụi con biểu diễn cho chú coi nha. Dạ. Everybody feel it come around with the rhythm, it's a sound. Every feel it come around with round with round. Everybody feel it come around. Everybody get down when we give it to you. Everybody feel it come around with round with round. Everybody feel it come around with round with round. Everybody feel it come around with round with round. Oh, yeah. Everybody in the park, park, park. Hay quá. Everybody in the park. Everybody in the park, park, park. Everybody round around. Everybody in the park, park, park. Everybody round around around. Everybody in the park, park, park. Everybody come around.
round and round and round. Vừa rồi là một màn trình diễn nhẹ nhàng đến từ Thông và Misa, sương sương khởi động thôi ạ. Nói chung là một màn trình diễn khá va chạm. Khá là va chạm. Cho cô hỏi nè, hai đứa con tập cái tiết mục này bao lâu rồi? Mấy đêm? Lỡ tôi tập ban ngày sao bà hỏi ngang ngược vậy? Ủa ban đêm là nhiều khi nhỏ tập ban ngày nó không biết đường trả lời, sao bà giám khảo kỳ. Mấy ngày? Lỡ tập ban đêm sao? Bớ kiếm chuyện tôi lại. Còn 6 ngày luôn hả? 6 ngày luôn hả? Nói chung là có sự chuẩn bị cho phần thi ngày hôm nay. Chúng ta vào thẳng thử thách luôn đi ạ. Cho các bé thể hiện nha. Tụi con sẵn sàng đón nhận thử thách của chương trình chưa? Dạ rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách đầu tiên của hai em nha. Dạ. Đây sẽ là thử thách ghép hình tiếp sức. Chúng ta sẽ có những cái mảnh ghép ở đây ạ. Xong con phải chạy vượt qua cái cầu vượt này. Đó. Đưa mảnh ghép này cho bạn, sau đó bạn sẽ vượt qua những cái thử thách này để ghép được một cái hình hoàn thiện ở trên chiếc bảng đó. Và bây giờ giám khảo định là ép hai bé trong khoảng thời gian bao nhiêu? Phút rưỡi. Hả anh? Ủa anh dữ vậy anh? 2 phút thôi, trước mắt là 2 phút trước đã. Hoặc là nếu mà trung bình giữa anh Thành thì là 1 phút 59 giây. Trời ơi. Thôi 1 phút 50 đi. Dạ. 1 phút 50 giây sẽ là giới hạn của tụi con cho thử thách lần này nha. Và bây giờ sẽ là phần vượt thử thách của bé Misa và bé Thông. Thử thách bắt đầu. Hay quá. Mượt hơn rồi đó. Giỏi quá. Rồi xin mời hai con về đây nè. Nãy giờ thấy Thông á rất là ga lăng anh nha. Thấy là cũng là cầm cái hình xong rồi thì cũng đưa cho Băng, mà cũng nói là Băng ơi để ở đâu ở góc nào cũng thấy chỉ đàng hoàng hết luôn. Tại sợ bạn làm trật cái lát hôm qua đó mình phải sửa lại. Dặn bạn sớm hơn xíu. Sợ cũng bị dặn trước cho mình đỡ cực thôi à. Dạ. Và với cái sự nỗ lực như vậy, hai em đã mang về một số thời gian, đó chính là 2 phút 1 giây ạ. Đó, vậy là hồi em 2 phút là đúng hả? Hồi nãy mà trả giá chuẩn 2 phút là cũng là vượt thử thách rồi đúng không ạ? Dạ xin thưa, đây là cuộc thi. Mặc dù là biết là hai chị em phụ nữ yêu thương các cháu, nhưng chúng ta đạt ra thử thách để các cháu vượt qua giới hạn của bạn. Vượt qua giới hạn chứ đâu phải là vượt qua không thể vượt qua được. Chị ơi, anh đưa ra cái gì mà bây giờ anh giỏi thì anh làm đi. Giám khảo dữ quá sợ. Vậy thôi. Không, nhưng mà em nghĩ thử thách này quan trọng hơn hết là mấy em đã vượt qua được chính bản thân mình. Vượt qua tới tận hơn 20 giây lưng chứ bộ đúng không ạ? Dạ, thôi tôi còn gì để nói nữa. Ở thử thách lần này là tụi con đã vượt qua được bản thân mình rồi, làm rất là tốt. Còn bây giờ là chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai, khó hơn nữa, cần đòi hỏi sự tập trung hơn nữa, cho nên cố gắng hết mình nha. Rồi, chúng ta hãy cùng đến với thử thách thứ hai của chương trình ạ. Và thử thách thứ hai của hai bé sẽ là vượt chướng ngại vật và giữ thăng bằng.
Hiện tại trên bàn của giám khảo có một chiếc ly. Dạ, nó không phải chứa nước nhờ, nhưng mà chứa những cái viên xốp. Nghiêng cái nó rớt liền luôn. Nghiêng cái là rớt liền đúng không ạ? Nhưng mà đây, bé phải vượt qua tất cả những chặng đường này đây ạ. À. Vượt lên cầu nè, chui xuống hầm nè, xong lại tiếp tục nhảy qua những ghềnh đá, quay trở lại đi nhảy hai vòng. Đó hả? Dạ, nhưng mà chỉ được dùng một tay và không dùng tay kia để giữ lại. Như vậy thì liệu sau khi kết thúc hai vòng còn bao nhiêu viên xốp sẽ nằm trong chiếc ly đó đây ạ? À? Trong đó hiện tại chúng ta có tổng là 20 viên. Nhưng mà nhảy cũng khó lắm á nha anh. Anh cầm anh tưng thử đi. Thì anh xốc thử cái từ này nó nhảy nè. Mình biết cách mà nhảy nè. Thí dụ là hey. Bây giờ anh đi ra ngoài bên kia làm thử đi, đi vòng cái coi. Cảm ơn chị. Trời ơi. Chưa chắc, nói thì hay lắm. Các con sẽ nỗ lực hết sức mình, nhưng mà cái quan trọng là ba giám khảo mỗi người mình cho cược một con số đi. Tí nữa cái người đoán đúng thì thắng, mà người thua thì lên đây chịu hình phạt. Để chúng ta có động lực cho hai bé. 15. Chị 17 viên. Lòng tin của chị quá cao chị ơi. Ủa vậy hả? Còn anh Thành thì sao ạ? Chắc tôi đoán cỡ 6. Sao? Còn lại 6 viên. Dạ. Và thử thách vượt chướng ngại vật giữ thăng bằng của Hồng và Misa bắt đầu. Ôi 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 ôi, giỏi quá. Một viên đã rơi. Trời ơi, đừng, đừng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, rất nhiều vậy. Cố lên. Giỏi quá. Cảm ơn hai con rất nhiều. Kết quả đang trong tay em. Hồi nãy ba giám khảo của chúng ta đã có người dự đoán 15, 6 viên và 17 viên. Rồi, xin mời Thông và Misa lại đây cùng đếm với Gil nha. 1 2 3 4 5 6. Tôi không thích nói nhiều. Cuộc sống nó có những cái kết quả khó thay đổi. Bởi vì máy quay hơn 20 cái ghi hình. Không thể tin được. Chính xác còn lại 6 viên trong ly ạ. Sao đoán được vậy? Để nhìn vào cách mà chế băng chơi thì anh đoán cỡ đó. Rồi, cảm ơn hai con rất là nhiều. Nhờ cái phần vượt thử thách của hai con mà cô Harry Won và cô Đông Nhi đã có một cái hình phạt đến từ chú Chiến Thành nè. Bây giờ mời hai cô lên đi Đô Ba Tiên nói thử một vòng. Bây giờ sẽ là màn vượt cầu vượt hầm của chị Harry Won, xin mời. Ây da, cái này là cô chưa bao giờ đi á. Rồi mình đi thử ha. Chị Nhi ơi, chị tập trung quay sát cái được tới chị nha chị. Ta đang tám á, bên này coi anh ơi, đang hỏi nè, anh té mình có dập đầu gối không? Đang không có sao, té có bứt bầm nhẹ thôi em. Ê, khó nha. Trời ơi là trời. Em sợ hỏi em lôi hai đứa bé té luôn. Lo cho đồng gì. Lo, thiệt sự là lo nha. Chúng ta cùng coi hai đứa con đi cầu nào. Chúng ta cùng coi hai đứa con đi cầu nào. Khoan. Ê trời ơi, có sao không? Trời ơi, ủa, cái cách mà có sao không quá, tôi nghe nó vui quá vậy anh. Lâu lâu có dịp. Thôi em nghĩ là chúng ta đừng vượt cầu vượt hầm nữa chị. Đừng có đi cái này. Ôi, cái này không đi đâu nha. Quẹo nè, đưa cô quẹo nè. Rồi. Chị mình bắt chích dắt cái đi. Bắt chích dắt cái. Dẫn cô đi nha, dẫn cô đi nha. Đó, vừa nói xong. Ai ơi, em đau quá. Anh
chỗ anh lên. Anh qua đây, anh qua đây, anh qua đây. Rồi. Anh ơi, sao cái sức của anh nó yếu quá vậy? Đàn ông gì mà yếu hết vậy? Trời ơi, anh ơi, đỡ em. Yếu đừng ra gió, Harry Won ơi. Em thiệt, em yếu quá. Dẫn em đi về luôn đi. Không, đi vậy thì cũng được. Cảm ơn hai bé nha. Cảm ơn hai con nha. Không ai thơm miệng em được không? Cho mẹ bỉm sữa kìa. Không, chị ơi, chị phải thiệt tạo chứ kỷ niệm. Để à, dạ, chị về chị mở cho Winnie coi. Ta ga lăng, ta lợi, ta đưa cô Đông Nhi đi kìa. Các con hãy đưa cô Đông Nhi ra đại lộ Đông Tây. Lo. Ôi, ôi, trời ơi, cái gì nó buộc ngay. Sao nó treo ra vậy? Hết chân vô được. Trời yeah ơi, được không? Ok. Ngon ạ. Rồi, đi nè. Trước sau gì cũng phải làm cái giống Harry Won nha. À, đó, vậy à, thôi. Ok. Ủa mà anh ơi, Nhi á, bị té mà cũng thấy đẹp nhỏ. Ờ, sao em té kỳ vậy? Ồ, sao em té kỳ vậy ta? Em té hề lắm. Cảm ơn anh, cảm ơn nhiều. Em hy vọng là anh Thành đừng ra thử thách nữa. Dạ, anh có ra thử thách đâu. Không, em nhớ nhầm hình phạt. Em không biết là hình phạt của hai giám khảo Harry Won và Đông Nhi hay là hình phạt của em nữa. Không biết sao em cần thử vậy. Rồi, Tiểu Băng và Vĩ Thông ơi, mình lại đây. Kiểu con rất là giỏi, ngày hôm nay con đã tới đây hỗ trợ nè, biểu diễn nè và cả vượt qua thử thách nữa để gửi tặng cho tất cả các cô chú ở siêu tài năng nhí. Chúng ta hãy cùng đến lắng nghe phần nhận xét và gửi lời động viên của các cô chú dành cho hai tụi con ngày hôm nay nha. Dạ, xin mời cô Harry Won. Thật ra thì hôm nay thấy hai bé, bé nào cũng rất là cố gắng hết á, nhưng mà hai bạn á, tuy là cùng ngày tháng, cùng năm yeah đó, mà thấy tính cách hơi khác hoàn toàn. Bé Băng á là có cái chút nỗ lực nè, và có những cái là mạnh mẽ nè, còn Thông á thì lại hơi ngược lại, hơi nhút nhát nhưng mà rất là kiểu như là điềm tĩnh và rất là ga lăng. Mà nói chung là thấy hai bạn này đôi khi á duyên này trời cho đó. Dạ, yeah, biết đâu được đúng không ạ? Biết đâu được. Hai đứa con cứ cố gắng tập thêm nữa để chuyên nghiệp hơn, trở thành người giỏi hơn. Rồi có gì á, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, cho nên các con phải giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn cô. Thật ra thì ở cái lứa tuổi mà của các con á thì cô nhận thấy là còn rất là nhỏ, nhưng mà mình đã biết được cái sở thích cũng như là cái niềm đam mê của mình, là cái điều đó là một cái điều rất là đáng trân trọng và rất là đáng khen. Và cô chúc cho hai con sẽ giỏi hơn nữa, biết đâu sau này tự nhiên mọi người sẽ nhìn thấy hai tụi con trên một cái màu cờ sắc áo của quốc gia mình. Chúc hai con sẽ trở thành những người thật đặc biệt, thật tuyệt vời nha. Để rồi, và xin mời chú Chiến Thành ạ. Rất là dễ thương, ngây thơ. Và chú Thành hy vọng tụi con giữ được cái điều này, luôn luôn giữ được cái ngây thơ như thế này. Và chú Thành khen bạn Thông, hôm nay bạn Thông rất là ga lăng. Đàn ông thì mình cần ga lăng, và lúc nào con cũng giúp đỡ bạn bè con như vậy nha. Bé Băng thật ra là làm cũng giỏi lắm, nhưng mà tại mình con gái làm sao mà cái sức mình mạnh bằng bạn trai được. Cho nên là con đừng có lo gì nha con nha. Con cũng giỏi lắm đó. Ừ. Cảm ơn chú. Cảm ơn con. Rồi bây giờ con có thể chia sẻ cho Gil biết là ước mơ tương lai của con là gì không nào? Chuyên nghiệp. Ước mơ tương lai của con là chuyên nghiệp. Ước mơ của con là biến thành người giỏi. Dễ thương quá, biến thành người giỏi. Cảm ơn Băng và Thông, hôm nay đã rất hết mình luôn, thể hiện rất là hết mình rồi và hỗ trợ cho cô chú rất là nhiều. Bây giờ sẽ là phần quà dành tặng cho hai con nha. Xin mời Heo Cowboy ạ. Mỗi bạn một phần quà nha, và cả một xe quà này nữa là của tụi con nha. Cảm ơn tụi con đã đến với siêu tài năng nhí và rất là hết mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với siêu tài năng nhí tiếp theo ạ. Chào mừng tất cả
cả quý vị khán giả đã quay trở lại với Sultan An Nhí. Chúng ta hãy cùng chào đón Sultan An Nhí Gia Bảo. Xin chào Gia Bảo, bước ra rất là khí thế luôn. Bây giờ thì con hãy giới thiệu bản thân mình với cô chú trước nha. Xin mời con. Dạ, con tên là Hứa Gia Bảo. Ở nhà con tên là Su Hào. Su Hào. Bé Su Hào ạ. Nghe cái tên nickname Su Hào dễ thương quá nhờ. Con thích nhất là bộ môn boxing. Con học bộ môn này được 1 năm. Trong lúc tập luyện con không thấy khó khăn. Con thấy boxing này cần sức mạnh. Con tập boxing là để khỏe mạnh, phòng vệ bản thân mình. Ban đầu mẹ của bé cho bé vào tập vì mục đích là để giảm cân và để khỏe khoắn. Sau một thời gian tập luyện thì bé lại cảm thấy phù hợp với và đam mê hơn với môn boxing này. Hy vọng bé Su Hào sau này sẽ tham gia những các giải thi đấu ở thành phố và toàn và thành quốc gia. Chúc Su Hào thành công và vượt qua những thử thách trong siêu tài năng nhí ạ. Gia Bảo ơi, con quay qua đây cho cô chú nhìn gần cái ôi trời. Boxing. Ai đã chuẩn bị cho con cái kiểu tóc này vậy? Dạ ba mẹ con. Mình chuẩn bị cái kiểu tóc đó là đặc biệt cho chương trình này hay là kiểu tóc hàng ngày của con đều như vậy luôn? Dạ đặc biệt cho chương trình này. Wow. Mà con ơi, tại vì theo cô biết á là tập boxing á là đa số là những người gầy thiệt là gầy thì con tập boxing xong vẫn còn tròn là lý do gì? Dạ con ăn nhiều. Dễ thương. Dễ thương. Thường con thích ăn cái gì vậy? Dạ cơm chiên. Nghe là thấy nghe ngon rồi đó. À. Đói gì nữa, cơm sườn thích không? Dạ không. Không thích cơm sườn. Thích gà rán không? Lâu lâu con mới ăn. Thích pizza không? Bánh pizza. Dạ không. Chỉ là không có thích fast food. Vậy thôi ăn cơm chiên đi. Cái này là con quánh được bao lâu rồi? Dạ gần 1 năm rồi. Mà con có đi thi đấu ở đâu không mà sao con được tuyển vô đây vậy? Dạ đánh võ. Giỏi không? Dạ giỏi. Chắc giỏi không? Dạ chắc. Trong lớp mà học á, con là đánh giỏi nhất hay sao? Dạ. Trong lớp con á chỉ có mình con đúng không? Dạ đúng. Ủa? Cái gì nữa, trong lớp nó học thì nó quánh giỏi nhất tại con mình nó quánh boxing. Mấy đứa kia quánh caro không, nó quánh boxing nó thắng là phải rồi. Thôi cho cô Nhi hỏi nè, trong rất là nhiều bộ môn khác nhau nè, tại sao con lại chọn boxing để mà con học? Dạ tại vì con thích nó hả, hay là sao, hay ai giới thiệu cho con cái môn này? Ba con. À ba con hả, ba con thích coi boxing hay là ba con đánh được luôn? Ba con cũng đánh được luôn. Vậy là con đi cùng với ba. Cái con thấy ba con đánh cái thích quá, xong rồi con xin ba con cho học hả? Dạ không, con thích môn này nên con học theo ba luôn. Cái này là có sự chủ động. Hồi nãy cô nói là con theo ba, con thấy ba quanh vợ vẫn thích con học phải không? Dạ không, hồi nãy con thích môn này con mới theo ba, thì hai cái nó cũng như nhau đó. Mà không chịu thì phải sửa lại thôi. Đúng rồi thôi, ok. Ngày hôm nay lên đây là mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần khởi động hết chưa con? Dạ rồi. Con trai đến đây là chuẩn bị những cái thử thách mạnh mẽ lắm đó anh ơi. Tôi chưa có tin đâu. Kỹ năng của con là sẽ thiên về là công phá, sức bền rồi phản xạ. Cái gì mà chú muốn thử là con chơi hết luôn á. Chưa tin. Bây giờ mình thử sương sương vài cái cho cô chú coi được cái khả năng của con nha. Dạ. Chúng ta hãy cùng đến với lại cái thử thách đầu tiên của bé, đó chính là công phá ạ. Trước khi đến với thử thách, chúng ta sẽ gặp và giao lưu với thầy của bé Gia Bảo, bởi vì thầy sẽ hỗ trợ cho bé khởi động trước khi vào thử thách ạ. Thầy Phong ơi, khi mà 1 năm vừa qua mà họ dạy học cho bé Gia Bảo thì không biết là phát triển kỹ năng của bé nó có nhiều không ạ? Bé đánh rất là cũng là khá là tốt phải chị, vượt trội hơn trong phòng tập mà. Khá là vượt trội trong lớp. Vậy là trong cái nhóm quánh boxing cũng giỏi nhất chứ không phải là giỏi nhất trong cái nhóm học ở trường. Đúng rồi. Thì bây giờ thì nhờ thầy hỗ trợ khởi động cho bé Gia Bảo để làm nóng người để vượt qua những thử thách tiếp theo của chương trình nha. Mình xin mời ạ. Kinh quá. Ui trời
ơi, cưng quá. Winner Gia Bảo. Anh ơi, lúc khởi động mặt nghiêm túc nhưng mà thấy cưng dữ lắm. Cưng hết biết luôn á, người đàn ông nhìn là thấy tử tế rồi. Sao vậy, nhìn ở đâu mà biết tử tế? Quánh đối thủ khiều nhẹ cái quy. Chứ không tử tế nó quánh thiệt rồi. Thì sau màn khởi động vừa rồi là mình đã tự tin mà nóng người hơn chưa con? Dạ rồi. Bây giờ là nóng giận luôn rồi đó. Cái môn này em nghĩ là anh Thành mê lắm nè. Môn của anh, môn của anh. Cái gì cũng dở, chỉ có boxing là thấy ok á. Được được đấy. Cái đó là khen hay chê ta? Ủa, em đang khen mà. Khen mất nở đó. Nếu mình có một cái sở thích như vậy, nãy giờ thấy bé khởi động rồi, thấy những cái cú đấm của bé ổ không anh? À, con quánh cái tay con chưa có thẳng lắm thôi, nhưng mà tại vì nít mà. Thôi thì như vậy là đáng yêu rồi, và quan trọng là thấy con cái độ chính xác của con tốt. Với lại con quánh con ráng đứng thẳng lên. Dạ. Yeah. Đúng không? Ra mà đấu với đối thủ mà. Con đừng có khum khum quá, nó con hiên ngang. Hi, cho, cho. Rồi. Nghe chưa? Mọi người ủng hộ tinh thần cho con mạnh mẽ rồi. Và cũng rất là cảm ơn thầy đã hỗ trợ cho bé khởi động. Để bây giờ bé sẽ bước vào cái thử thách đầu tiên, thử thách công phá. Vâng, đây là một cái tấm đệm để cho bé sẽ sử dụng cái đòn của mình đánh trực tiếp vào đây và sẽ công phá làm vỡ gạch. Dữ vậy, gạch đó là gạch bông hay gạch cua? Xin mời một miếng gạch để cho giám khảo chúng ta có thể xem qua. Bây giờ chúng tôi có thể thử cái độ cứng nó bằng cách là thử lấy công phá lên người của cô của Harry Won. Được không? Chi vậy? Để coi nó cứng cỡ nào. Vấn đề là vậy nè, em là phụ nữ già đúng không? Thì mấy trai trẻ phải nên là hiểu không? Em anh bệnh nên thử chứ. Nên mệt rồi. Anh bị bệnh nhưng mà anh đâu có chết đâu. Cháu đợi lâu thì cho cháu diễn nhưng đi em. Mà kiểm định được cái chất lượng của miếng gạch chưa ạ? À? Mạnh lắm, gạch nấu kỹ lắm chú nhé. Em này là em đi nướng thịt bò ăn xuất sắc. Trời, nặng thiệt chứ. Rồi, bây giờ con hãy thể hiện và biểu diễn cho mọi người xem. Sau đó là cô chú giám khảo sẽ cho con một cái đề thi vượt thử thách. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với màn công phá của Su Hào. Xin mời con. Yeah, wow. Và theo như quan sát thì chỉ với lần ra đòn đầu tiên, bé đã công phá vỡ được 2 miếng gạch à. Ồ. Mức này có vẻ khá cũng còn khá là đơn giản với con đúng không? Dạ. Bây giờ là cô chú giám khảo, mình nghĩ là sức của bé sẽ công phá được khoảng bao nhiêu miếng gạch nữa ha? Nãy thật sự là cô thấy con ra đòn cũng mạnh nhưng mà chưa có hết sức. Đúng rồi. Anh có thể làm một miếng thôi được không vậy? Để mình biết là anh nói anh diễn tả cái cảm xúc là một miếng nó cũng khó cỡ nào để em biết em nhắm chứ. Trời em ơi, không trời biết ơi. Em không nhắm được á. Ý là biểu tôi lấy miếng này bằng tay không đó hả? Rồi bà còn muốn tôi đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình này hay không? Đây chương trình đã chuẩn bị sẵn cái đồ găng tay cho anh rồi đó. Bây giờ chú công phá thử nha. Dạ. Để chú coi là cái nó cỡ nào, lát nữa chú ra đề cho con nha. Dạ. Nhưng mà nếu anh mà quánh được 5 miếng 3 cái thì bạn này phải bớt lại chứ nhờ. Đúng rồi. Quá wow, vậy là nãy bạn này 2 miếng là cũng giỏi, giỏi lắm đó. Đó. Bây giờ giỏi chắc chú á. Là thử thách còn chắc là 4 miếng này. 4 rồi, 4 miếng cũng dữ lắm rồi đó. 4 miếng là nhiều quá chứ. Hai cô muốn đặt bao nhiêu viên gạch ạ? 3 miếng ạ. Em cũng 3 viên. Nếu chú Thành đề nghị 4 viên trong 3 cú đánh con nổi không? Nổi. Cố lên nha. Anh, hay là bây giờ mình để trừ hao 5 miếng luôn anh. Ok. Yeah. Cô kêu là chảnh, cô kêu nó để xe cua 5 miếng. Thì chú ơi, chú thấy là tới 4 đó. Thì cô đồng nhi cô Harry Won là 3. Mà con mà làm được 5 miếng gạch là nhận ngay một cái bánh bao. Oh. Nhưng mà
mà bé có vẻ không có hảo muốn nó lắm anh ơi, mặt lạnh lùng lắm đi luôn rồi. Nghe bánh bao nhà em nóng thích bỏ đi. Chú tặng con dĩa cơm chiên liền. Có vẻ là nóng người lên nhiều hơn rồi phải không con? Và bây giờ là phần biểu diễn của cháu với 5 miếng gạch ngói nướng thịt bò. Chúng ta cùng xem. 3 2 1 chơi. Đúng rồi. Được 3 miếng rồi. Mấy miếng ạ? 3 miếng ạ. 3 miếng à. Thử thêm cho con 2 cú nữa. Quốc lấy gì cầm chiên cái coi. Gần được. Tiếc quá, không được. Như vậy là với sự kỳ vọng của cô Harry Won và cô Đông Nhi, con đã đạt được gọi là 3 miếng gạch. Thôi bây giờ con sẽ giữ sức. Cái sức công phá của con là mọi người cũng đã công nhận rồi. Con đã vượt qua được bản thân mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách về phản xạ của bé. Và chúng ta hãy cùng đến với thử thách phản xạ của Su Hào. Như mọi người biết, trong boxing á, là chúng ta cái lực và cái sự phản xạ rất là cần thiết. Chiếc máy tennis này sẽ bắn ra trái banh trong vòng cứ 2 giây là một trái. Và con sẽ đỡ những trái banh tennis bay đến mình. Cái máy này bắn được 2 giây một trái hay em? Cứ 2 giây là một trái. Là 1 phút bắn 30 trái. Dạ chính xác. Hay là bây giờ ban giám khảo có muốn nhìn em trải nghiệm để coi cái tốc độ để mình dễ mình ra con số không ạ? À? Nên dạ. Ok. Xin hỏi là MC có trồng răng sứ không ạ? À? Dạ răng hoàn toàn tự nhiên ạ. À. Ok. Mũi tự nhiên, cầm tự nhiên ạ. À. Em nghĩ sau cái trải nghiệm này không biết còn tự nhiên không hay nó rớt phớt ạ. 2, 3, bắt đầu. Hay quá Kiều ơi. Thấy cái tướng nhà nghề quá. Ôi anh ơi mạnh nha anh. Cái lực mạnh. Lúc đầu em tưởng là bắn nha nhẹ nhàng, bay nhẹ nhàng thôi. Không, nhưng mà mình phải rất là tập trung. Tại vì nếu không mình sẽ bị giật mình và mình nhát là mình né liền. Có thầy. Dạ. Và sau khi quan sát được cái sự trải nghiệm của em về cái máy bắn bóng tennis rồi á, thì không biết là mọi người có chuẩn bị được cái đề bài thử thách cho ngày hôm nay chưa ạ? Cái máy này nó bắn có vẻ mạnh. Và cô Gil Lê cũng cao cho nên tầm nhìn cũng dễ. Dạ. Còn cháu của tôi thì nhỏ. Cho nên tôi nghĩ là bao nhiêu? 1 phút 40 giây là bắn ra 50 trái. Ít nhất đi một trúng một hụt. Phải là 25, tôi ra đề 25. Em mà nhiều hơn. Nhiều. 30. À, lần đầu tiên mới có Huy Quân ra đề khó hơn chứ Thành. Em nghĩ 20 thôi. Nhưng mà 20 nhiều khi nó không được phân nửa nữa. Nói mình giữ 3 cục điểm luôn ở đây, điểm an ủi. 20 đây là điểm là vượt qua thử thách là 25. Còn đây là điểm gọi là thành công vang dội 30, được không ạ? Hay quá. Ok. Gia Bảo tập trung nha. Thử thách phản xạ của Gia Bảo bắt đầu. Xin mời bấm giờ ạ. 1 2 3
Bây giờ sẽ là kết quả của Gia Bảo nha. Trong phần vượt thử thách phản xạ trong vòng 1 phút 40 giây, con đã rất tập trung, dùng cả thân mình để đỡ. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ sử dụng những cái găng, những cái trái banh nào mà bé dùng găng để phản xạ ra được thôi. Và kết quả của Gia Bảo đó chính là trong vòng 1 phút 40 giây, con đã đạt được 26 trái banh à. Chúc mừng Gia Bảo, con đã vượt qua thử thách thứ hai thành công. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thử thách cuối cùng của Gia Bảo ngày hôm nay nha. Trước khi bắt đầu thử thách thứ ba thì cũng xin phép hỏi chị Đông Nhi, hồi nhỏ không biết chị có hay được đi chơi công viên, đi ra ruộng rùa hay đi ra cái quận nhất Sài Gòn được chơi, được không chứ? Dạ, không biết lúc đó chị có thấy mấy cái bong bóng bay bay, chị có đòi ba mẹ mua cho không chị? Có ạ. Đông Nhi là chắc chắn là có mua, chắc Harry World là không chơi bong bóng. Em không có đòi mua được gì hết á. Dạ? Đòi đi chơi mà đi chơi được là mừng thế rồi. Không có đòi hỏi anh. Đi đường mà. Dạ. Có chị Nhi là chị Nhi đòi hỏi bong bóng nè. Đó. Không, em thật ra không, đừng nói như vậy. Chị không có đòi hỏi. Chị chỉ nói ô bong bóng đẹp quá. Thế là con. Không biết vì sao. Dạ lúc đó chị không biết, chị có quan sát là cái người bán bóng á, mỗi lần họ bơm bóng là họ phải đạp, đạp một cái đồ mà bơm cà xịt. Đúng đó. Rồi. Bây giờ con trai em bơm bóng bằng tay ạ. À. Có nghĩa là cháu nó sẽ đấm vô cái đó. Dạ chính xác. Rồi hơi nó sẽ bơm lên cái bong bóng bên trên kia. Dạ. Nhưng mà cái này là cần phải có giới hạn thời gian nha anh chị. Cái này hay, đúng rồi chứ không lại quánh tới tối. Bao lâu nhờ? Hay bây giờ mình cho trải nghiệm không ạ? Cô Harry nên thử chơi trò này. Không biết có đơn giản không? Khi mà trải nghiệm xong chúng ta sẽ biết được cái công sức để bơm được và cần bao nhiêu thời gian. Đúng, phải là cái chuẩn của cô Harry. Wow. Hôm nay là đúng là khai trương mùa 3, là giám khảo của chúng ta hết sức là nhiệt tình luôn. Môn nào cũng thử trải nghiệm nhờ cho các con hết. Bây giờ chị sẽ đấm vô đây nha. Nói vậy hả? Nặng là đúng vậy hả? Dạ đúng. Ôi, rồi. Ôi ý nó cũng cứng chứ đâu có mềm đâu nhỏ. Chúng ta bây giờ sẽ bắt bấm giờ. À. Để xem khi nào thì chị Harry Won có thể làm vỡ được trái bong bóng nha. Ok. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số thời gian của giám khảo Harry Won. Xin mời ạ. Chị bong bóng còn nhỏ lắm. Cố lên. Một. Chưa đâu, mới được nửa đường thôi. Ôi, mọi người sắp rồi. Cầm đầu. Ôi, cô. Trời ơi, mệt quá. Cố lên chị ơi, cố lên. Sắp được rồi. Cố lên, sắp rồi. Yeah. Đâu có đơn giản phải không Su Hào? Lên chuột. Cái này nha, nó mệt hơn đập kia kia đó anh hiểu không? Nó chơi bời đó anh hiểu không nhỉ? Chính xác à. Thì đó, tôi biết cái này mệt mới kêu bà lên đó. Mà cái bong bóng này được cái là không đánh nữa, là nó lại xì hơi nữa. Đúng rồi, cái này mà mình ngưng lại chậm một xíu là cái hơi nó sẽ xì ra ngoài. Không còn căng nữa. Cho nên phải đánh liên tục, mà đánh liên tục thì sức lại không bền. Dạ, cảm ơn giám khảo Harry Won đã trải nghiệm. Đây gọi là thử thách sức bền. Và chúng ta hãy cùng đến với khoảng thời gian giám khảo Harry Won làm vỡ được quả bóng là bao nhiêu. Và chị đã mất 1 phút 27 giây để làm vỡ được cái bóng này. Ê, cũng giỏi chứ bộ. Em còn tin con trai của em làm có vẻ được hơn á nha. Hơn chứ, phải hơn chứ. 1 phút 10 giây chẳng hạn. 1 phút 10 giây. Nghĩ vậy á. 1 phút 50 giây. Ủa? Gì chơi lật kèo ghê vậy? Hồi nãy đang hiền lành mẹ bỉm sữa cho duyên, giờ lật mặt tôi 1 phút vậy? Tại vì em nghĩ rằng là mình cũng phải có điểm nhấn. Trời, nãy giờ đó. Em 50 giây. Cô tin con là sẽ đấm vỡ được chơi bóng đó trong vòng 50 giây. Yes. Cô Đông Nhi kiếm chuyện là đặt cược 50 giây. Con cố gắng lên nha con trai. Đây là cô Harry Won là 1 phút 10 giây. Chú Thành là 1 phút. Cô Đông Nhi là 50 giây. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với thử thách sức bền của Gia Bảo ạ. Cố lên Xuân Hào ơi. Yeah, cố lên. Sắp rồi con ơi, sắp rồi. Nhanh lên nào. Sắp rồi. Cố lên.
nữa, nữa, đúng rồi, cái nữa thôi, ba cái nữa thôi, một, hai, ba nữa, ba, hai, một, cố lên, 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 kết quả như nào mà em thích cái cách làm á anh, rất là mạnh mẽ và rất là quyết tâm đúng nhìn không ạ? Ngầu lắm á, siêu ngầu á, rất ngầu á. Ghét lắm, cái mặt thấy thương lắm, trời con tôi con đứa vậy thương lắm luôn á. Hồi nãy em làm anh không có thấy thương em. Trời ơi em mà thương cái gì, em làm anh vui không chết. Ở nhà lưu số điện thoại ba anh để chữ nạn nhân mà. Không nhưng mà ở nhà mình vẫn được chăm sóc lại thôi, mình coi như là một cái sự an ủi đi chị, mình được thì nấu ăn ngon cho. Trong điện thoại anh thì bả là nạn nhân, nhưng ở trong nhà thì anh là nạn nhân. Và bây giờ em đã có được thông báo kết quả vượt thử thách vừa rồi của Gia Bảo. Kết quả của Gia Bảo đã thực hiện được thử thách trong vòng 52 giây. Đổi quá. Giám khảo chúng ta nghĩ ngày hôm nay với cái phần vượt thử thách vừa rồi của Gia Bảo có thành công không ạ? À? Xin mời chị Đông Nhi. Với cô thì cô thấy rằng là con vượt ngoài cái sự thành công luôn. Bởi vì là con rất là cố gắng. Thật ra thì bản thân đối với Harry nha, thì hôm nay bé Bảo làm rất là nỗ lực, kiên trì và lúc nào cũng năng lượng rất là tích cực nha, và lúc nào cũng kiểu như là muốn là làm thêm chứ không phải là kiểu như là làm cho có, thì cái tinh thần đó Harry rất là thích. Nhưng mà cô nghĩ là chắc là mình giảm cân một chút xíu để mình tập võ nó tốt hơn. Cảm ơn con Hiếu ạ. Thiên chú Thành thấy rất là thích cái cá tính của con. Con là một bạn nhỏ rất là dễ thương, rất là biết giúp đỡ người khác. Hồi nãy chú Thành thấy là cô Harry lên là con đã giúp cô rồi, rất là đáng yêu luôn. Cái thứ hai là cái tinh thần của con không có sợ khó đâu, ai biểu cái gì là cũng ráng hết sức đi làm, chú thấy điều đó. Con dành thời gian luyện tập nhiều hơn nha. Dạ. Cảm ơn con. Con cảm ơn. Gia Bảo ơi, ngày hôm nay đến đây để thể hiện bản thân mình rồi thì con có thể chia sẻ cho siêu tài năng nhí biết về ước mơ tương lai của con được không nào? Dạ, con ước mơ được làm người giúp đỡ người nghèo. Thấy thương không? Dễ thương quá, suy nghĩ rất là kỹ, người giúp đỡ cho những cái người nghèo, người yếu thế hơn mình đúng không nào? Tuyệt vời quá, cảm ơn con đã đến với chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Xin mời Heo Cowboy ạ. Ở đây, động viên tinh thần cho Gia Bảo, nãy giờ đã rất giỏi, rất tuyệt vời rồi. Hy vọng là trong tương lai con sẽ tập luyện nhiều hơn để con có một cái sức khỏe thực hiện ước mơ của mình là giúp đỡ những người khác con nha. Dạ, cảm ơn con. Và chúng ta ngay bây giờ sẽ cùng đến với siêu tài năng nhí tiếp theo ạ. Và xin được giới thiệu bé siêu tài năng nhí tiếp theo, đó chính là Võ Hoàng Nam. Xin mời em.
faster. Cho ba cái gối ngủ luôn. Mời ba tụi con lại đây nè. Rồi cảm ơn Khánh nha, cảm ơn Khôi, cảm ơn hai tụi con đã hỗ trợ cho bạn Nam. Rồi Nam ơi, bây giờ thì con hãy giới thiệu tên và chào cô chú đi nào. Dạ con chào chú Trấn Thành, con chào cô Harry Won, con chào cô Đông Nhi, con chào cô Diêu Lê. Chào con. Dạ con tên là Võ Hoàng Nam, năm nay con 10 tuổi. Sở thích của con là đá banh, bóng rổ, nhưng con thích nhất là múa bụng. Hồi đó là con học nhảy nhưng mà bạn con học múa bụng, con thích, con học theo và con thích luôn. Con cảm thấy khó nhất ở trong múa bụng là lượng bụng, bởi vì lượng bụng cần phải giữ người và lượng cái phần bụng thôi. Mặc dù con học mới được 6 tháng nhưng mà con đã diễn được ở nhiều sân khấu và tham gia một số cuộc thi. Và con đã nhận được một số giải thưởng về belly dance. Mọi người suy nghĩ là belly dance chỉ dành cho người nữ, nhưng con nghĩ belly dance dành cho tất cả mọi người. Và con sẽ đem bộ môn này cho nhiều người biết hơn ạ. Vòng 6 tháng thì em cho bạn đi thi và đi diễn rất là nhiều. Bạn có một cái phần mỡ bụng rất là lớn, nên là bạn simi hoặc bạn rung bụng thì bạn sẽ làm đẹp hơn những bạn còn lại. Con là Võ Hoàng Nam, con là siêu tài năng nhí. Rất là dễ thương. Cho chú hỏi là cái điều gì làm cho con thích cái môn này? Dạ, hồi đó là con học nhảy nhưng mà mấy bạn nữ ở trong nhóm con học belly dance, con nhìn con học thử mà con thích môn này. Bạn nào là cái bạn mà xúi con học thử vậy? Dạ không, con chỉ là nhìn rồi tập theo rồi con thích thôi. À, và con phát hiện là con có năng khiếu đúng không? Dạ. Cho chú hỏi điều thứ hai là hình như bộ môn này khi nhảy chúng ta phải làm cho cái bụng mình có một chút xíu gọi là mở chìm mở nổi, để mà khi mình lắc nó có cái độ rung của cục thịt đúng không con? Dạ đúng rồi. Là nghệ sĩ mà làm belly dance là hình như là không có nên tập sáu múi đúng không con? Đúng rồi, tại sao múa nhiều khi lắc không đẹp, không thấy cái gì hết, không thấy sự uyển chuyển. Dạ. Anh tính lấn sân thì sao? Anh đang định suy nghĩ đến chuyện đó. Mình có yếu tố sẵn. Không phải, ai hỏi mình. Mình nói là do tôi tập belly dance chứ. Chứ không phải do tôi mập. Đây là chuyên nghiệp, kiểu mình nói vậy. À, hợp lý, hợp lý. Tập cái môn này thì chú thấy là cũng vận động nhiều. Dạ. Là đổ mồ hôi nhiều. Dạ. Vậy thì một thời gian thì cái kiểu gì cái người mình cũng có cơ nó sẽ rút lại. Thì làm sao để mình giữ được cái lượng mỡ trong bụng là do con phải ăn nhiều hay sao? Dạ, ăn vừa đủ rồi. Bà Nam ơi, hồi nãy lúc mà con chuẩn bị biểu diễn á, cô Đông Nhi nói wow, chuyên nghiệp quá. Thì không biết là con đã đi diễn ở nhiều nơi chưa? Dạ, cũng có đi diễn. Dạ. Mình có đi thi đấu không? Dạ, có. Con ơi, để tập belly dance á, thì chúng ta cần phải tập luyện những điều gì quan trọng nhất? Dạ, về dẻo. Dẻo với cần có nhiều lực hơn để rung. Rung sao cho người ta thấy mình rung á, vậy là rung đúng vô nhịp. Mình lấy cái lực của cái gì để mình đẩy cái bụng? Ờ, lực chân chứ. Còn thí dụ coi, là thí dụ mình sơ sơ động tác coi. Lúc đập mình sẽ đập vậy nè. Mình đập nhanh lên là nó sẽ mỏi chân hơn, nên cần. À, chú hiểu rồi. Có độ rung thiệt nhanh. Mặc dù là nói chữ belly dance nhưng mà nó mỏi là mỏi chân đúng không con? Dạ. Và ta cũng có thể thấy là để tập belly dance á, là đòi hỏi khá là nhiều kỹ thuật. Độ rung, độ cân bằng, độ dẻo. Thì bây giờ chúng ta có một cái thử thách đầu tiên dành cho bé à. Đó chính là thử thách cân bằng à. À, bây giờ thì chương trình sẽ đưa cho con những cái đạo cụ, xem con giữ được cân bằng như thế nào. Thì con sẵn sàng không? Dạ sẵn sàng. Rồi bây giờ con hãy tự đặt đi nè, sao cho thấy phù hợp nhất.
là mình sẽ đến với lại đạo cụ chính của thử thách lần này. Và xin mời âm nhạc ạ. Con rung đi, chú đang đợi đoạn rung đó. Có vẻ là chú Thành vẫn mong chờ thêm một điều gì đó đúng không ạ? Dạ, đang đợi cái đoạn rung knock out nè. Khó, nhưng mà với những cái động tác vừa rồi chưa thuyết phục được chú Thành thì mình nâng cái độ khó lên một lần nữa. Cái này đã khó rồi. Tại vì chưa thuyết phục được chú Thành ạ. Lúc nãy là mình chỉ đứng yên tại chỗ và thực hiện động tác cùng với lại cái vật cân bằng này thôi. Còn bây giờ là con sẽ phải di chuyển và leo lên cái trụ này để mà biểu diễn trên cái trụ này ạ. Thể hiện hết mình nha. Để xem lần này có chinh phục được chú Thành không ạ. Xin mời ạ. Và xin mời âm nhạc. Thấy giống như cái ảo thuật vậy á. Sao vậy? Giống như là người ta ảo thuật hay người ta lừa đó. Như là cái hoa đó. Bình hoa. Bình hoa đó. Giống như là có một cái nguyên cây phía sau á, nó cắm vô phía sau luôn á. Anh có hiểu không ạ? À, giống như là một cái đạo cụ để giữ cái này đúng chứ rồi. Không phải là bé đang tự thăng bằng đúng không ạ? Đúng rồi, nó tới mức độ vậy luôn á. Hồi nãy chú Thành đòi rung chút xíu nhẹ đi ạ. Dạ, con trai em leo lên một cái bục cao để mà rung trên cao luôn cho chú Thành nhìn rõ hơn. Nói chứ khó lắm, chú hiểu mà, khó lắm. Con mà con giữ thăng bằng vậy là rất là giỏi đó. Giỏi ạ. Khó, hồi nãy em lên em thử bằng một cái cuốn sách thôi. Em cũng có thể cảm nhận được rằng là nếu như mà thay bằng cái bình đó là rớt liền ngay lập tức luôn. Nhưng mà cái hay ở đây là cái cách mà con sử dụng cái lực của mình á để mà di chuyển cái lúc mà con đánh cái hông á, nó vừa có đủ cái độ gắt để mà thấy được cái lực ở cái hông, nhưng mà vừa đủ cái độ mềm để nó không có bị ảnh hưởng đến cái chậu ở trên đầu của con. Thật sự là rất là giỏi. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn cô chú ạ. Tại vì cái này cái mặt tiếp xúc nó nhỏ quá mà nó còn cao cho nên là nó dễ ngã lắm. Mà con giữ được như vậy là con quá giỏi thật sự. Chúc mừng cho Nam đã chinh phục được ba vị giám khảo chúng ta ở thử thách đầu tiên. Thường thì với bộ môn belly dance, các con phải có sự luyện tập và quen thuộc với lại cái đoạn nhạc đó để mà mình cảm nhạc, mình lắc cái hông cho đúng cái nhịp điệu nhất. Còn ngày hôm nay cái thử thách là freestyle hoàn toàn. Con phải lắng nghe và con biểu cảm và con bắt theo được cái nhịp trống đó ạ. Này vui nè. Dạ. Không biết là bên ban giám khảo mình có ai muốn trải nghiệm cái trống djembe này không ạ? Cô Đông Nhi là ca sĩ biểu diễn thường xuyên. Đúng rồi. Cô Đông Nhi lên feel the beat. Đúng rồi. Feel the beat. Feel the beat. Với cái vậy. Bình thường mình là chỉ có hát thôi, hôm nay em mình chỉ cần chuyển động thôi, em không cần làm bụng đâu. À ok. Để làm sao mà để khớp nhạc thôi. Đúng rồi. Ok. Mời chị Nhi lên nha. Anh đánh hả? Anh đánh. Hay là chị muốn ai trong hai người này đánh cho chị? Hello. Không? Anh biết đánh trứng. Với anh không biết đánh trống. Mình chơi nhịp chậm thôi. Trời ơi. Ôi quýnh quá vậy. Hồi nãy không có mời gì lúc đó mới mệt nè. Ê. 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 Wow. Ê. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Hay quá. Hay quá mà. Go ahead, go
con, tới cô. Rồi, tới lượt cô đi con nè. Cô cũng là dân dancer mà cô. Tại sao tôi lại dân dancer? Hồi xưa đi thi nhảy, tôi làm MC, tôi chấm hồi xưa. À, mấy năm rồi tôi gặp là đi thi nhảy lén lén luôn, lúc còn trẻ trâu đó. Thì đi ra, thì ra. Lên chị ơi. Như vậy mới có thể thấy là mẹ bỉm sữa này hình như là đang kềm lắm rồi, muốn chảy hội lâu lắm rồi anh. Bữa nay bận cái đầm á, chứ không thâu lên nóc nhà nãy giờ rồi. Như vậy cái là quẩy loạn luôn. Quá tuyệt vời. Dạ cảm ơn chị Nhi. Còn bây giờ là sẽ đến lượt chị Harry Won à. Có đi thi thiệt và lúc đó ông làm MC và lúc đó tôi bị trượt thi đó nhớ không? Thì rớt đó, ai biết chị. Hồi nãy chị Nhi xin một cái điệu nhạc slow thôi mà chị vô chị nhảy mầm luôn. Thiệt. Trời ơi. Còn bây giờ là chị sao chơi slow, lại? Chị nhạc chậm hay nhạc nhanh à? Chậm chứ nhạc nhanh sao chịu nổi à? Dạ, xin mời. Một style quá tuyệt vời. Bên đây là Shakira, bên kia Beyonce, kiểu gì đó. Ai cũng có một cái nét quyến rũ riêng. Nhưng mà đúng thật sự là cái âm thanh của cái trống djembe này làm cho mình rất là muốn nhún nhảy, đúng không ạ? Đúng rồi. Các bạn có muốn coi Bollywood mà pha trộn Thái Lan không? À, anh cứ việc phiêu nhanh chậm gì cũng được. Trời ơi, vậy luôn hả? Trời ơi, dân chơi không sợ mưa rơi. Chứ ai mà lên mà chậm mới nhanh gì. Hey. Điểm dừng, ông thấy tôi say ông quên hoài. Tiếp anh đường rồi. Tôi tưởng là tới đó nó cao trào, nó phải dừng, ông được sưng ông quên hoài. Không, giỏi. Anh mà đánh thêm 3 phút nữa là cái sàn này nó sạch bông luôn á. Tiền mình này mua Thái Lan chứ đâu phải là mua sạp, mua gáo đâu mà giữ vậy. Anh ơi, hai người phụ nữ người ta bước lên, người ta quyến rũ bao nhiêu, cuốn hút bao nhiêu. Anh lên, anh sợ ạ. Anh lễ hội sắp ông boy em ơi. Cảm ơn con. Bây giờ mọi người hết mình vì con rồi, để động viên cho con. Bây giờ tới con sẵn sàng chưa nào? Lại một lần nữa tiếng trống vang lên và Hoàng Nam sẽ feel freestyle như thế nào với bộ môn belly dance. Hãy cùng đến với thử thách freestyle ạ. Freestyle của Hoài Nam cùng với lại nền trống djembe. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe phần nhận xét của ba cô chú ở đây nha. Xin mời Harry Won. Thật ra thì bé rất là biết lắng
nghe bài hát để bé biết là bé phải làm cái gì. Giống như là lúc đầu cái nhịp nó nhanh, cái nhịp nhanh cỡ đó thì chỉ có biết là lắc cái bụng cho nó rung, cái bụng cho nó nguyên cái cơ thể như vậy thôi. Sau đó thì bé cảm thấy là ồ cái nhịp nó chậm hơn thì bé mới phối hợp với những cái động tác mà bé biết. Nói chung là cái này á nó phải tinh tế, thứ hai là phải nhanh nữa, rồi thứ ba là phải tự tin nữa. Thì hôm nay bé thực hiện một cách là tốt, cho nên chúc mừng con nha. À, cảm ơn chị Harry Won. Cảm ơn chị Đông Nhi à. Cô thấy rằng là con khá là làm chủ phần dự thi vừa rồi. Con nghe và con cảm nhận được giống như là cô Harry Won nói rằng là khi nào con biết là khi nào nhanh để mình đưa ra những cái động tác nó có cái độ mạnh, và khi nào nó cần cái nhịp thở, cái nhịp nghỉ để con tạo những cái động tác nó vừa đủ để tạo cái điểm nhấn cho cái bài diễn của con, và con biết cách khuấy động sân khấu. Chúc mừng con. Cảm ơn chú Thanh à. Chú vẫn còn thở hả chú? Không, chú có hoàn hồn rồi. Yeah. Trước tiên là phải khen nghệ sĩ đánh trống đánh giỏi quá. Yeah. Nghe đã quá, nghe rất là stung. Cái thứ hai là chú nghĩ là thế này nè con trai ạ. Con trai mà học cái môn này thì ít lắm, cho nên là chú thấy nó thú vị. Nhưng mà chú thấy là cái khung trên của con nó chưa có chắc. Khi con đưa động tác ra nó phải dứt khoát để nó chắc cái phần khung trên đã. Thì khi cái khung trên nó chắc thì mới tạo được cái cảm giác khác biệt giữa cái khung trên và cái bụng của con. Con hiểu chú nói không? Con phải về con luyện nhiều hơn để cái tay phía trên, cái khung vai của mình nó dứt khoát. Cái thứ hai, chú nghĩ là con phải nên tập nghe nhạc nhiều hơn nữa. Có lẽ là con đớp được nhiều cái điểm rơi ở cuối những cái nhịp mà chú đánh, nhưng mà con không có cái sự tiên đoán được trước cái âm thanh nó đi như thế nào. Tại vì cái tiết tấu của chú đánh thường nó sẽ kiểu mà nó có 4-8 khuôn nó giống nhau. Tùm tarap bap 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 bầm tùm tarap tắc 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 tùm tùm tarap. Thì con phải nghĩ cái tổ hợp động tác nào đi á cho nó hợp với cái giai điệu mà chú sắp đánh ra. Cho nên con về con nghe kỹ hơn, feel nhiều hơn, tập nhiều hơn, và chú tin là con sẽ là một vũ công rất là giỏi trong tương lai. Cảm ơn Nam. Và như vậy là con đã vừa hoàn thành xong thử thách thứ hai của mình, và cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ của nhà công và với chiếc trống djembe của chúng ta. Nam ơi, con đến với sự tình ăn nhí, con có thể chia sẻ ước mơ của mình được không nào? Xin mời con. Con muốn đi diễn ở nhiều nơi hơn và được nhiều người biết con nhiều hơn ạ. Sau này mình sẽ tập luyện thật là nhiều nữa để mình đi biểu diễn rộng rãi. Và quan trọng hơn hết như con nói là mình có những màn thi đấu nữa. Là chúc cho con sẽ trở thành một nghệ sĩ múa belly dance nổi tiếng, được nhiều người biết đến và giành được nhiều thành tích tốt nha. Và bây giờ sẽ là phần quà của chương trình gửi tặng cho Nam nha. Và kính thưa quý vị khán giả, như vậy là chúng ta đã vừa đồng hành cùng với ba siêu tài năng nhí. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại hình ảnh của ba bé ạ. Xin mời. Cố lên, cố lên. Là chúng ta đã đến với lại ba bé siêu tài năng nhí đầu tiên ở mùa 3 rồi. Và ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn sự xuất hiện rất là đặc biệt của ca sĩ Đông Nhi đã đồng hành và hỗ trợ cho các bé ạ. Khi đến với siêu tài năng nhí thì cảm xúc của chị hiện tại như thế nào ạ? Nhi rất là vui. Trước khi đến đây rất là háo hức để có thể chứng kiến những siêu tài năng nhí của chương trình. Bởi vì Nhi đã theo dõi chương trình qua 2 mùa rồi, thì thấy được rằng là chương trình của chúng ta luôn luôn có những siêu tài năng vô cùng là đặc biệt. Thì Nhi thực sự là rất là hào hứng và hy vọng rằng là với siêu tài năng nhí mùa 3 sẽ cho ra đời thêm nhiều những tài năng thật là nổi trội và thật là đặc biệt hơn nữa. Dạ, em cảm ơn chị Nhi. Và ngày hôm nay cũng là tập đầu tiên của mùa 3, thì hy vọng là anh Thành và chị Harry sẽ gửi một lời gì đó để cho tất cả các em siêu tài năng nhí ở những tập sau sẽ có một cái sự chuẩn bị tinh thần tốt hơn và đặc biệt hơn nữa, được không ạ? Xin mời chị Harry Won. Thật ra thì Harry chỉ muốn gửi lời cho các bé là các bé ơi, nếu mà các bé nghĩ là mình có tài năng thì các bạn cứ đăng ký chương trình trước đã. Đôi khi những cái tài năng đó có thể là tài năng chưa có được kiểu như là có khả năng phát triển, nhưng mà dù gì á, đi thi xong á, kiểu gì mình có cái những cái kinh nghiệm đúng không kinh ạ? Nghiệm và có những cái kế hoạch sau này tương lai sáng sủa như thế nào đó. Cho nên Harry nghĩ là kiểu gì tham gia cũng sẽ lời cho mình. Yeah. Nên phải tham gia. Quan trọng là cứ trải nghiệm thôi. Đúng rồi. Sao mà lúc chị Harry nói với anh anh cười dữ với anh Thành. Cái cách mà vợ anh diễn đạt là coi như là nó thách đố cái người hiểu lắm. Nhưng mà không sao.
À, các con thấy không, cô Harry Bond tiếng Việt còn dám nói thì không lý do gì các con không dám đến với chương trình. À, một lời động viên ngắn gọn xúc tích của anh Thành đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả những sự tài năng nhí ở tập sau của Super Ten sẽ tự tin hơn, sẽ nhiều năng lượng hơn để thể hiện hết mình. Và kính thưa quý vị khán giả, chương trình Siêu Tài Năng Nhí vẫn sẽ được phát sóng ở khung giờ quen thuộc, đó chính là 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Medicine Middle Group thực hiện. Cảm ơn xúc xích xúc lắc, heo cao bồi, nguồn dinh dưỡng được thịt đã đồng hành cùng với chương trình. Và đặc biệt hơn hết, tất cả các bé tham gia với chương trình Siêu Tài Năng Nhí sẽ nhận được một học bổng đến từ Trung tâm Anh ngữ Walkie Talkie Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở tập 2 nha. Tại vì bữa nay thấy vợ ăn bận lộng lẫy như công chúa, chồng giống như mấy đứa nít đi sao luôn. Đứa con của chị á, không có tài năng gì để mình thi á. Cái tài năng là cái miệng thôi. Cái miệng này á, nó nói chuyện nhiều quá. Cái miệng này không có tài năng gì hết á, mà kiếm tiền về nuôi mấy cái người nói đó. Chúng ta cũng chào đón một người anh trong showbiz rất là quan tâm tới sức khỏe và hạnh phúc của người khác. Ai mà quan tâm đến sức khỏe của người khác á? Đó chính là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc à. Cái gì? Dịch vậy chứ không có dễ đâu. Nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần đừng quên đón xem Siêu Tài Năng Nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.